Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì Trang sẽ gửi tới mọi người tập 112 của bộ truyện Xuyên Thành Cai Ngục Tại Dị Giới. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện sau một ngày học tập cũng như là làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Tại sao lại ép ta? Bổn đế vốn không muốn như vậy. Rõ ràng bổn đế chỉ là một lòng muốn đoàn tụ với người nhà, chữa khỏi thương thế của người nhà. Nhưng hết lần này tới lần khác, luôn có những tên cặn bã như các người đến phá hư. Nếu đã như vậy, bổn đế coi như tinh thần lệ đút cho chó ăn. Tinh cực tiên vương, chuẩn tiên vương dáng vẻ lão đạo, lôi thôi nhướng mày. Ông ta am hiểu thuật thôi diễn thiên cơ, chợt linh cảm với nguy hiểm, có thể cảm giác trước. Vốn là phần thắng đang nắm trong tay, nhưng lúc này lại từ trong lời nói của Cố Thanh Phong nghe ra một tia khí tức nguy hiểm. Tiểu tử này có gì đó kỳ lạ, không thể kéo dài thêm nữa, nhanh chóng giết tinh cực tiên vương, rồi phong ấn tiểu tử này lại. Hai người còn lại vừa nghe lão đạo lôi thôi này nói chuyện nghiêm túc như thế, bỗng nhiên trong lòng cũng lâng lâng. Bọn họ biết rõ thuật thôi diễn của lão đạo cùng với linh cảm lợi hại, lập tức không do dự nữa, liếc mắt nhìn nhau, ngay lập tức ra tay với tinh cực tiên vương. Ai mà ngờ, một tiếng cười nham hiểm như thần ma đột nhiên vang lên. Khắc khắc khắc, muốn giết người nhà của bổn đế sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Người nhà của bổn đế chỉ có thể chết trong tay bổn đế thôi. Minh phụ chỉ ác. Một cánh cửa địa phủ khủng bố dâng lên sau lưng Cố Thanh Phong. Cửa lớn ầm ầm mở ra, vô số bàn tay quỷ dữ tợn nắm lấy tinh cực tiên vương, kéo ngay vào bên trong. Nhìn thấy một màn này, ba vị chuẩn tiên vương trong nháy mắt sợ ngây người. Đây là thao tác gì? Cố Thanh Phong sao lại đột nhiên ra tay với tinh cực tiên vương? Đó là bọn họ chưa từng xem qua anime trên mạng, không biết những nhân vật phản diện kia khi lâm vào đường cùng sẽ luôn cắn nuốt thủ hạ và đồng bọn bên cạnh để tăng trưởng thực lực. Cố Thanh Phong, ngươi đang làm gì vậy? Tinh cực tiên vương cũng bị dọa sợ. Cố Thanh Phong bình tĩnh nhìn chăm chú vào ông ta, thản nhiên nói: ngươi an tâm đi đi, bổn đế sẽ báo thù cho ngươi. Ngươi phải biết rằng giết ngươi không phải là bổn đế mà là bọn họ. Ngươi đánh giám, rõ ràng là ngươi. Tinh cực tiên vương lúc này đã bị kéo vào hơn phân nửa thân thể, chỉ còn lại một đôi cánh tay và đầu lộ ra ngoài cửa lớn của địa phủ. Ông ta bám chặt lên mép cửa. Đừng chống cự, ngoan ngoãn dung hợp thành một thể với bổn đế đi. Giao sức mạnh của ngươi ra, bổn đế sẽ lợi dụng nguồn sức mạnh này báo thù cho ngươi. Tinh cực, ngươi cũng biết bổn đế thật sự không muốn như vậy. Tất cả đều là do bọn họ ép. Muốn trách thì trách bọn họ đi. Không! Hai mắt tinh cực tiên vương trừng lớn, không thể tin, nhìn vẻ mặt dữ tợn của Cố Thanh Phong. Dù thế nào ông ta cũng không thể nghĩ tới. Đời này, lần đầu tiên ông ta tin tưởng một người, rồi cuối cùng lại để thua hoàn toàn như này. Đầu tiên là nữ nhân của mình bỏ chạy mất dạng, sau đó là Cố Thanh Phong, người ông ta vừa mới nhận định mối quan hệ sống chết, thế mà lại phản kích ông ta. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, trước sau trải qua hai lần phản bội, tinh cực tiên vương hoàn toàn sụp đổ. Lúc này, Cố Thanh Phong nhìn thấy tinh cực tiên vương vẫn còn đang bám vào mép cửa địa phủ. Hắn nhướng mày, đạp mạnh một cước vào tay ông ta. Cú đạp đó trở thành cọng rơm cuối cùng đè gục con lạc đà. Cuối cùng, tinh cực tiên vương mang đầy lửa giận, tuyệt vọng cùng không cam lòng rơi vào vực sâu không đáy. Cùng lúc đó, công kích của ba vị chuẩn tiên vương cũng đến. Trong chốc lát, ba luồng sức mạnh khủng bố đánh vào người Cố Thanh Phong một cách dữ dội. Nhưng Cố Thanh Phong lại không có bất kỳ động tác phòng ngự nào. Ngược lại, khóe miệng hắn lại lộ ra một nụ cười âm trầm nham hiểm. Bùm! Thân thể Cố Thanh Phong lần nữa bị đánh nổ tung, cả người biến mất trong hư không. Không được, nhất định phải nhanh chóng phong ấn tiêu tử này. Lão đạo lôi thôi nói với vẻ nghiêm trọng.
bởi vì dự cảm không lành trong lòng ông ta càng ngày càng nặng. Đang lúc bọn họ tìm kiếm tung tích của Cố Thanh Phong, đột nhiên Thần Vũ Hầu cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Ba người trong nháy mắt kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía Thần Vũ Hầu. Chỉ thấy Cố Thanh Phong vốn đã chết lại quỷ dị xuất hiện ở phía sau Thần Vũ Hầu. Vị đại la đỉnh phong này bị hắn đè chặt đầu, một lực hút khủng bố sinh ra từ bàn tay của hắn. Sức mạnh toàn thân của Thần Vũ Hầu bị Cố Thanh Phong cắn nuốt như đang hút nước. Cứu, cứu ta! Thần Vũ Hầu kinh hoàng cầu cứu. Nhanh lên, không thể để cho tên này cắn nuốt thêm nữa, mau ngăn cản hắn. Lão đạo Lôi Thôi là người có tốc độ nhanh nhất, chỉ thấy ông ta chém ra một kiếm. Xoẹt! Trong phút chốc, dưới bầu trời âm u, đột nhiên nứt ra vô số vết nứt. Mỗi một vết nứt đều có kiếm khí sắc bén chút ra, tung hoành đan xen, rậm rạp chẳng chịt. Giống như một cơn gió bão kiếm khí vừa mới xuất hiện đã hùng hằng xé rách xung quanh hư không. Khắp nơi đều là vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình. Đối mặt với một đòn khủng bố, Cố Thanh Phong cười dữ tợn, giơ cao thân thể của Thần Vũ Hầu. Vèo, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, ngay cả Thần Vũ Hầu nửa sống nửa chết cũng biến mất. Còn kiếm khí đầy trời kia thì nhào vào khoảng không, chỉ đành chém nát bấy hư không nơi Cố Thanh Phong vừa rồi đứng. Khắc khắc khắc, tiếng cười kinh khủng truyền đến từ phía sau ba người. Ba người mãnh liệt quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dữ tợn âm trầm kia. Hắn nắm lấy đầu của Thần Vũ Hầu, giơ cao thân thể của ông ta lên. Bởi vì quá dùng sức cho nên dẫn đến hộp sọ của Thần Vũ Hầu vỡ vụn, có máu tươi chảy ròng ròng. Một ít máu đỏ tươi kia chảy lên trên người Cố Thanh Phong, có vẻ càng dữ tợn đáng sợ hơn, lại phối hợp với Thần Vũ Hầu không ngừng kêu rên thảm thiết, làm nổi bật hắn giống như một con quỷ đi ra từ một câu chuyện kinh dị. Các ngươi ngàn vạn lần không nên giết Tinh Cực Tiên Vương trước. Bổn đế bị bó tay bó chân khi có người nhà, như hiện tại ông ta đã chết, nhược điểm duy nhất của bổn đế cũng biến mất rồi. Cố Thanh Phong nhìn ba người nhe răng cười nói. Ba người có chút cạn lời, rất muốn chửi bới rốt cuộc là ai đã giết chết Tinh Cực Tiên Vương chứ. Nhưng nhìn uy thế trên người Cố Thanh Phong càng lúc càng cường đại, bọn họ cũng không thèm chửi bới gì nữa, điên cuồng tấn công về hướng Cố Thanh Phong. Đối mặt với thế tấn công của ba người, Cố Thanh Phong tùy ý vứt bỏ Thần Vũ Hầu đã trở thành người khô sang một bên. Hắn liêm liêm khóe miệng. Đúng là mỹ vị mà, chỉ là không biết mùi vị của chuẩn tiên vương như thế nào. Vừa dứt lời, công kích cuồng bạo đã nuốt chửng Cố Thanh Phong. Nhưng một giây sau, sau lưng ba người truyền đến một tiếng nói. Các người đang đánh ở đâu vậy? Đáng ghét! Không có người nhà trói buộc, ưu thế tốc độ của Cố Thanh Phong xem như hoàn toàn phát huy được ra. Lúc trước hắn căn bản không thể trốn, chỉ có thể mạnh mẽ đối kháng, cuốn lấy ba người, không cho bọn họ đả thương Tinh Cực Tiên Vương. Bây giờ xem như hoàn toàn không có gì phải kiêng kỵ nữa. Ưu thế thiên ngoại phi tiên được phát huy triệt để. Hơn nữa sức mạnh của Tinh Cực Tiên Vương cùng với Thần Vũ Hầu đã cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Điều này làm cho hắn càng lúc càng cường đại. Đáng tiếc duy nhất chính là hiện tại không phải thời kỳ hoàng kim của Tinh Cực Tiên Vương. Thậm chí ông ta còn đang trong tình trạng bị trọng thương, suýt nữa mất mạng. Dưới loại tình huống này, chất dinh dưỡng ông ta có thể cung cấp càng ngày càng khan hiếm. Tuy nhiên, mặc dù cung cấp năng lượng không nhiều lắm, nhưng thứ quý giá nhất của tiên vương chưa bao giờ là sức mạnh gì cả, mà là nghĩa lý sâu kín của pháp tắc. Đại La Kim Tiên là tồn tại lĩnh ngộ pháp tắc vĩnh hằng, còn tiên vương thì là kiểm soát nghĩa lý sâu kín của pháp tắc vĩnh hằng. Có được nghĩa lý sâu kín của pháp tắc tinh cực, Cố Thanh Phong cảm giác bản thân mình đã xảy ra biến hóa, thay da đổi thịt, dường như có thể kiểm soát tất cả tinh thần tịch diệt lực trên thế gian này. Hơn nữa được hai đại gia ủng hộ,
nguồn sức mạnh bọn họ cung cấp khoảng chừng để cho Cố Thanh Phong phá vỡ tất cả tiên khiếu trong thân thể, cũng thành công mở ra một tiên mạch tiến vào thiên tiên sơ kỳ. Lần cường hóa này không thể nói là không mạnh, vì vốn dĩ có thể mạnh hơn nữa. Mỗi lần nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng Cố Thanh Phong ngay lập tức bắt đầu bùng phát lên. Đối với những tên hung thủ ép chết người nhà này, hắn sẽ không bỏ qua một người nào. Ầm ầm, ống tay áo của Cố Thanh Phong tung bay, lộ ra năm ngón tay trắng nõn, nện vào khoảng không. Hàng trăm triệu đạo ma khí đáng sợ cuộn trào mãnh liệt tuôn ra. Nghĩa lý sâu kín của tinh cực đan xen tung hoành ngang dọc, thần bí khó hiểu, giống như ẩn chứa vô tận tinh tú bị tiêu diệt. Đánh ra một chiêu này làm cho cả mảnh bầu trời đều bị ma khí phá vỡ, làm cho người khác có một loại cảm giác trời sắp sập. Ma khí khủng bố kia tàn sát bừa bãi, thiên địa đều rung chuyển kịch liệt, lòng trời lở đất, vụn đá xuyên thủng khoảng không. Ba vị chuẩn tiên vương khác thấy thế, sắc mặt biến đổi mạnh mẽ. Ma khí thật khủng bố, chẳng lẽ tiểu tử này là ma tổ chuyển thế sao? Hai vị, trợ giúp ta! Lão đạo lời thôi hét lớn một tiếng, ngay lập tức mãnh liệt vung tiên kiếm. Hai vị chuẩn tiên vương khác lập tức truyền pháp lực qua. Chỉ thấy lão đạo lời thôi chém một trạm. Ầm ầm! Một đạo kiếm khí màu xanh như thất luyện đột ngột xuất hiện, xé bầu trời, bổ đứt trường không, sức mạnh vô địch ầm ầm chém xuống nhân gian. Trong một chiêu này ẩn chứa sức mạnh của ba vị chuẩn tiên vương. Năng lượng mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, giống như muốn phá trời xê đất. Hai bên cứng rắn chống lại. Bùm! Dưới bầu trời, cả hai bên va chạm kịch liệt, giống như hai mặt trời rực rỡ đang va chạm. Rất nhanh, ma khí của Cố Thanh Phong đã bị phân tán. Tuy hắn đã cắn nuốt tinh cực tiên vương, nhưng đó chỉ là một tiên vương sắp chết. Sức mạnh không còn như thời đỉnh phong, vẫn rất khó ngăn cản liên thủ của ba vị chuẩn tiên vương. Xét về thực lực, Cố Thanh Phong lúc này đang tiếp cận chuẩn tiên vương, nhưng hắn vẫn còn thiếu chút nữa. Tinh cực tiên vương trọng thương, không có cường lực như vậy. Tuy nhiên thân thể ba vị chuẩn tiên vương đã trọng thương, một đối một, không có ai là đối thủ của hắn. Nhưng đối phó với liên thủ của ba vị thì có chút cố quá sức. Nhưng Cố Thanh Phong không hề có chút lo lắng nào, bởi vì hắn bất tử bất diệt, kéo dài thời gian cũng có thể tiêu hao hết sức lực của đối phương đến chết. Sau khi kiếm khí chặt đứt ma khí, ngay cả thân thể Cố Thanh Phong cũng bị chặt đứt. Sau một khắc, vô tận số kiếp từ dòng nước chảy hư không chảy vào thân thể hắn, trong nháy mắt tu bổ thân thể cho hắn. Lúc này hai bên đã xông vào chiến đấu thành một mớ hỗn loạn, giao thủ kịch liệt. Mỗi một lần va chạm hung ác sẽ làm cho sơn hà vỡ vụn, hư không sụp đổ. Tiên quang cuồng bạo như tháp nước dữ dội và ma quang đan xen cùng một chỗ, làm chấn động hư không ở mười phương. Trong trận chiến kịch liệt giữa hai bên, Cố Thanh Phong hoàn toàn bị vây vào thế hạ phong. Đây cũng là chuyện không có biện pháp nào khác. Tinh cực tiên vương của phiên bản máu còn sót lại chính là bất lực như thế. Thân thể của hắn không ngừng bị tấn công, nổ tung, sau đó lại chữa trị, lại nổ tung, giống như u hồn bất diệt bò ra trong cửu u địa ngục. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, ba vị chuẩn tiên vương càng ngày càng mệt mỏi, thương thế trên người bọn họ khi ra tay quyết liệt cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cán cân chiến thắng từng chút dịch chuyển về phía Cố Thanh Phong. Không thể cứ tiếp tục như vậy nữa, mau mau phong ấn tên ma đầu này, lão đạo lôi thôi lo lắng nói. Đúng vậy, khi thời gian càng trôi qua, xưng hô của bọn họ đối với Cố Thanh Phong từ tiểu tử này đã biến thành tên ma đầu này. Bởi vì cả người Cố Thanh Phong lúc này có ma khí quấn quanh, khuôn mặt dữ tợn, bất tử bất diệt, lại gọi là người đã không thích hợp nữa rồi.
Ba người ra dồn sức ra một đòn, đánh nát thân thể Cố Thanh Phong. Sau đó ba người ngay lập tức xuất thủ, bắt đầu phong ấn với thân thể đã bị tàn phá của Cố Thanh Phong. Chủ trì phong ấn vẫn là tên lão đạo. Ông ta rất am hiểu về những trận pháp phong cấm này. Hai người còn lại thì phụ trách cung cấp trợ giúp sức mạnh. Chỉ thấy lão đạo lời thôi, dùng tiên kiếm vẽ ra một vòng tròn hoàn mỹ trong hư không. Bỗng tuôn ra hai luồng khí trắng đen lấp đầy trong vòng tròn. Ngay lập tức hình thành một cái thái cực. Đốt! Lão đạo lời thôi la lên, trường kiếm chém ra một đòn mạnh mẽ. Vòng thái cực kia ngay lập tức đi về phía Cố Thanh Phong, phòng ấn. Bùm! Lấy Cố Thanh Phong làm trung tâm, ngàn trượng hư không ầm ầm sụp đổ. Hai khí trắng đen cuồng bạo, tàn sát bừa bãi, hóa thành xiềng xích vô tận, quấn quanh hắn. Nhìn Cố Thanh Phong bị phong ấn, ba người lúc này mới thở dài một hơi. Cuối cùng cũng phong ấn được tên ma đầu này rồi. Sau trận chiến này, bổn tọa không có vạn năm tĩnh dưỡng, chỉ sợ là không thể hồi phục lại. Chuẩn Tiên Vương ra bọc xương, thở hổn hển nói. Khắc khắc khắc. Cố Thanh Phong bộc phát ra một tràng cười điên cuồng, hai mắt tràn ngập ma tính, nhìn lướt qua ba người, cười nham hiểm nói. Đây là thủ đoạn cuối cùng của các ngươi sao? Nếu đã như vậy, các người cứ hóa thành chất dinh dưỡng của bổn đế đi. Nói xong, thân hình Cố Thanh Phong đang bị xích sắt khóa lại, bỗng nhiên hóa thành mưa sáng đầy trời, giống như bắn pháo hoa. Sắc mặt ba vị chuẩn tiên vương chợt biến sắc. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh Cố Thanh Phong hình thành phía sau ba người. Dưới ánh trăng chiếu rọi, mặt hắn ẩn giấu trong bóng ma, chỉ có một đôi mắt tỏa ra ma quang, giống như dã thú trong đêm khuya, tham lam nhìn chằm chằm vào ba người. Ba người trong nháy mắt cảm giác được sát ý sau lưng, vội vàng lắc mình tránh né. Nhưng vị chuẩn tiên vương da bọc xương kia vẫn chậm một bước, bị Cố Thanh Phong trực tiếp xé đứt một cánh tay, máu tươi chảy ròng ròng. Tuy nhiên cũng may, bọn họ đã kéo dài khoảng cách, không bị thương tổn thêm gì nữa. Ba người hoảng sợ nhìn Cố Thanh Phong, nói với vẻ mặt khiếp sợ. Rốt cuộc, người là quái vật gì? Vì sao không chỉ bất tử bất diệt, ngay cả phong ấn cũng không thể phong ấn được? Khắc khắc khắc, bổn đế là kiếp nạn của chư thiên vạn tộc này. Chỉ là ba vị chuẩn tiên vương mà muốn phong ấn bản nguyên tài kiếp, không khác gì si tâm vọng tưởng. Nói xong, Cố Thanh Phong lại giơ cánh tay gãy trong tay còn đang nhỏ máu, trong nháy mắt phát động thôn phệ lực. Ngay trước mắt bao người, cánh tay gãy này trong nháy mắt khô quắt, cuối cùng hóa thành tro bụi, bay theo gió. Không, tay của ta! Chuẩn Tiên Vương ra bọc xương, đau lòng kêu rên thảm thiết. Tay ông ta bị chặt đứt cũng không đáng sợ, sau đó đều là có thể khôi phục lại. Nhưng lúc này Cố Thanh Phong lại trực tiếp thôn phệ bổn nguyên của cánh tay này. Cánh tay này muốn mọc ra cũng cần mấy vạn năm nuôi dưỡng, bổ sung đủ bổn nguyên mới mọc ra được. Đây là tư vị của chuẩn tiên vương sao? Đúng là làm cho bổn đế thất vọng. Hay là bổn đế thôn phệ không đúng bộ vị chứ? Vậy đòn tiếp theo đổi sang đầu thử xem. Tầm mắt tham lam kia tập trung vào đầu ba vị chuẩn tiên vương. Bọn họ giống như bị kẻ săn mồi đỉnh cấp theo dõi, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Ba người liếc nhìn nhau. Chạy! Bọn họ hét lớn. Ba người quay đầu bỏ chạy, không có chút kiêu ngạo cùng tôn nghiêm nào của chuẩn tiên vương. Đùa cái gì chứ? Một quái vật bất tử bất diệt còn không thể phòng ấn, cái này không chạy chả lẽ trời chết sao? Lại đến khâu truy đuổi yêu thích của bổn đế sao? Vậy các người phải chạy thật nhanh, ngàn vạn lần không được để bị bắt. Nếu không... Khắc khắc khắc. Cố Thanh Phong hóa thành một đạo ma quang đuổi theo ba người, tiếng cười đáng sợ quanh quẩn trong bầu trời.
Mấy người ngươi chạy ta đuổi, trong nháy mắt đã rời khỏi phạm vi tiên triều tinh cực, tiến vào trong bên ngoài tinh hư. Xoẹt! Cố Thanh Phong cầm lấy thiên đồ kiếm, chém về phía Chuẩn Tiên Vương ra bọc xương, mất một cánh tay. Kiếm phong màu đen thẳng tắp bay lên, bỗng nhiên một mảnh huyết sắc ma quang xuất hiện như thủy triều. Ầm ầm! Một luồng kiếm khí giống như tháp nước cao tận trời rủ xuống. Trong luồng kiếm khí đó hiện ra một ma vực răng lưới dày đặc, có vô số ma thần ở trong đó phi nước đại, gào thét, bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa. À! Tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên. Chỉ thấy Chuẩn Tiên Vương ra bọc xương, lập tức bị chép tới, toàn bộ cơ thể chia làm hai, máu tươi bắn tung tóe cả tinh không. Khóe miệng Cố Thanh Phong lộ ra nụ cười độc ác, trực tiếp vươn tay nắm lấy. Lực hút cường đại từ lòng bàn tay hiện ra, vững vàng nắm chặt hai đoạn thân thể trong tay. Cứu ta với! Chuẩn Tiên Vương ra bọc xương, kêu gào tham thiết. Nhưng mà hai vị đồng hữu của ông ta, căn bản ngay cả đầu cũng không quay đầu một giây nào, ngược lại còn chạy nhanh hơn. Cố Thành Phong nhìn thẳng ông, cười nham hiểm nói. Không phải ngươi thích cười lắm sao? Không phải là không cười đã sao? Nào, cười lại cho bổn đế xem nào. Chỉ cần ngươi còn có thể cười ra như vừa rồi, bổn đế sẽ tha cho ngươi. Chuẩn Tiên Vương ra bọc xương, vội vàng nở ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Trong nụ cười mang theo hèn mọn, cùng lấy lòng. Cười thật khó coi, chết đi cho bổn đế. Sắc mặt Cố Thanh Phong âm trầm nói, ngay lập tức hút khô vị Chuẩn Tiên Vương này, hóa thành một cỗ thi thể khô quắt. Hắn nhẹ nhàng buông tay ra, xác khô rơi xuống, sau đó trực tiếp biến thành tro bụi trên không trung, tiêu tán trong tinh không. Tinh cực, bổn đế đã giết một kẻ thù của ngươi rồi, còn lại hai người nữa, người ở phía dưới cứ yên tâm. Rất nhanh, bọn họ cũng sẽ đi xuống bồi ngươi. Cố Thanh Phong lẩm bẩm, nói xong hắn lại không nhanh không chậm đuổi theo hai người còn lại. Hắn không vội, bởi vì hắn đã để lại hạt giống của tai kiếp lực trên người hai người này. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy thân thể hắn từ từ tiêu tán, giống như cát bị gió thổi bay đi. Khi hắn lại xuất hiện, đã hiện thân ở phía sau hai người kia. Hai người kia trong nháy mắt cảm giác được, lúc này chia nhau ra chạy về hai hướng ngược nhau. Cố Thanh Phong mỉm cười, nếu hai người tụ tập cùng một chỗ, hắn còn phải tốn chút công phu, nhưng nếu tách nhau ra, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Hắn tập trung khóa chặt một mục tiêu, chính là lão đạo. Lão đạo lôi thôi nhìn thấy Cố Thanh Phong đuổi theo mình, miệng hét lớn thật xui xẻo, vội vàng móc ra một khối ngọc phù từ trên người, tay bấm pháp quyết. Bỗng nhiên có một cỗ hư không chấn động truyền đến, cả người ông ta trực tiếp biến mất không thấy đâu. Cố Thanh Phong cười lạnh lùng, dưới sự tập trung của tai kiếp chi lực, chút thủ đoạn nhỏ như này không khác gì đèn sáng trong đêm tối. Hắn lấy ra thất linh phiến, đập mạnh một chỗ nào đó trong hư không, bỗng nhiên lóe ra một đạo ma quang bảy sắc cầu vồng. Mảnh hư không kia trong nháy mắt bị tiêu diệt, còn bóng người lão đạo lôi thôi cũng rơi xuống từ trong hư không. Lão đạo lôi thôi thấy không có đường lên trời, cũng không có cửa xuống đất. Ông ta lúc này tức đến đỏ mắt, muốn liều chết một trận. Ông ta tung kiếm trường không, dồn hết toàn lực xuất thủ. Ầm ầm, tiền kiếm trong tay quét qua bầu trời, phóng ra kiếm quang ngút trời. Một cái hồ lô luân hồi thần bí to lớn đột nhiên xuất hiện ở trong kiếm khí. Kiếm khí u ám như mực, hóa thành một loại lực luân chuyển thần kỳ, cuồn cuộn ở trong hồ luân hồi. Tái hiện lại một loại cảm giác đáng sợ, khiến linh hồn người khác phải rung động, giống như muốn rơi vào trong vực sâu vô biên. Kiếm chuyển luân hồi! Lão đạo lôi thôi quát lớn, bốn phương tám hướng, trên trời, dưới đất, mười phương hư không đều bị kiếm uy khủng bố bao phủ. Cố Thành Phong lộ ra vẻ khinh thường, cười dữ tợn.
dãy dụa vô vị. Ngươi còn không rõ sao, bất luận công kích nào ở trước mặt bổn đế cũng không có hiệu quả. Khắc khắc khắc. Nói xong hắn lại trực tiếp bước vào trong mưa kiếm vụ bên kia. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Hàng tỷ tỷ đạo kiếm khí khủng bố chém qua người hắn. Nhưng mỗi một đạo kiếm khí cũng giống như đang chém đến ảo ảnh, xuyên qua người hắn mà không có bất kỳ trở ngại gì. Nơi bị chém qua sẽ xuất hiện khoảng trống trong phút ngắn ngủi. Sau đó quần quận số kiếp xông tới, lấp đầy lại thân thể. Nhìn Cố Thanh Phong như một con quái vật vượt qua mưa kiếm, lão đạo lùi thôi sững sờ, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi vô biên. Ông ta rất hối hận vì sao bản thân phải đối địch với tên quái vật bất tử bất diệt này. Đây thật sự là sự tồn tại mà sinh linh có thể chiến thắng sao? Nhưng ông ta vẫn không muốn ngồi chờ chết, nghiến răng nghiến lợi, móc ra từ trong ngực một pho tượng tiên đỉnh cổ xưa. Kim hỏa đang bùng cháy cuồn cuộn trong đỉnh. Ù! Tiên đỉnh kêu vo vo, ngang trời bay lên, bộc phát ra ánh sáng lửa màu vàng, đan xen vào nhau thành phủ văn rực rỡ, hóa thành từng đạo xích xiềng pháp tắc màu vàng, khóa chặt Cố Thanh Phong lại, sau đó lập tức kéo hắn vào trong tiên đỉnh. Trong mắt lão đạo lôi thôi hiện lên vẻ nghiêm nghị. Hôm nay bần đạo sẽ luyện sống ngươi. Trước khi ông ta đi tới tiên đỉnh, hai tay mạnh mẽ vỗ lên cái đỉnh, pháp lực toàn thân điên cuồng tràn vào trong đó, bởi vì bất chấp xảy ra hậu quả gì dẫn đến thương thế của ông ta càng ngày càng nghiêm trọng, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn. Khi pháp lực bắt đầu khởi động, tiên đỉnh này trong nháy mắt trở nên lớn hơn, hóa thành cái đỉnh cao trăm trượng, nổ ra những đạo văn vĩnh hằng cuồn cuộn, ngập trời, đan xen với tiên quang màu vàng. Mặt ngoài cái đỉnh kia càng xuất hiện ra nhiều đồ đằng trừ tượng, phong cách cổ xưa. Dưới uy thế khủng bố như này, nhưng trong tiên đỉnh lại không có bất kỳ động tĩnh gì, giống như Cố Thành Phong sớm đã hóa thành tro bụi. Lão đạo lời thôi lộ ra vẻ thắc mắc. Chẳng lẽ tên ma độc này đã bị luyện hóa rồi, tại sao không hề có dãy dụa gì cả? Ngay lúc ông ta đang thắc mắc, đột nhiên có một bàn tay trắng nõn thò ra từ trong tiên đỉnh, bóp chặt cổ lão đạo lùi thôi. Hự! Trong nháy mắt, ông ta không thể hô hấp được, hoảng sợ vô cùng. Từ cổ truyền đến tiếng xương cốt răng rắc, vỡ vụn. Nguồn lực khổng lồ này làm cho hai mắt ông ta trồi ra, sắc mặt đỏ lên, gân xanh nổi lên. Ông ta liều mạng, vùng kiếm chém đứt cánh tay này. Sau đó mặc cho tiên kiếm kia có sắc bén đến đâu, nhưng khi chém lên cánh tay cũng giống như đang chém vào ảo ảnh, xuyên qua mà không hề có bất kỳ trở ngại nào. Trên tiên đỉnh từ từ hiện ra một khuôn mặt trắng nõn dữ tợn, cứ như vậy nhìn chằm chằm ông ta cười, mà quang trong mắt nóng rực vô cùng khinh thường, còn mang theo vẻ lãnh đạm như nhìn một con kiến hôi. Trong ánh mắt hoảng sợ của lão đạo, khuôn mặt dần dần tách ra từ trên tiên đỉnh, phân ra. Bước tiếp theo là cổ, cánh tay, xương quai xanh, lồng ngực, cho đến khi cả người đều chui ra ngoài. Chính là Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong từ trong tiên đỉnh đi ra, hắn bóp chặt cổ lão đạo, giơ cao ông ta lên, độc ác tàn nhẫn, nhìn chằm chằm vào đối phương, lẳng lặng nhìn ông ta dãy dụa, đau đớn, kêu rên. Tại sao nhất định phải chống cự? Rõ ràng vận mệnh của ngươi sớm đã định sẵn rồi, cho nên cứ ngoan ngoãn chờ chết, không phải tốt hơn sao? Ngươi không thể giết ta. Lão đạo lôi thôi dãy dụa nói. Đột nhiên Cố Thanh Phong bộc phát ra một tràng cười điên cuồng. Không thể giết ngươi. Khắc khắc, trong thiên hạ này sẽ không có người nào mà bổn đế không thể giết. Chuẩn tiên vương thì sao chứ? Tiên vương thì sao? Người phàm trói gà không chặt cũng giết được. Tiên vương cao cao tại thượng cũng giết được. Trước mặt bổn đế, chúng sinh bình đẳng. Lão đạo lôi thôi nhìn ma tính nặng nề trong mắt Cố Thanh Phong, chỉ cảm giác toàn thân ớn lạnh, tứ chi rét run, giống như rơi vào địa ngục vô biên. Tạ,
trang nguyện thần phục. Ông ta khó khăn cầu xin. Thần phục, nếu đổi lại là chuẩn tiên vương khác, bổn đế có lẽ còn thấy đáng thương, nói không chừng sẽ mềm lòng, cũng sẽ đồng ý. Nhưng là người thì khác. Người giết người nhà của bổn đế, đây chính là người nhà mà bổn đế dốc hết tâm huyết nhất, người nhà quý giá nhất. Vì vậy, người phải chết. Cố Thanh Phong nói xong, trong tay hắn mãnh liệt bộc phát ra một luồng lực thôn phệ khủng bố, điên cuồng cắn nuốt lão đạo. À! Lão đạo lôi thôi kêu rên thảm thiết, chỉ cảm giác tu vi cả người giống như đập vỡ đê, điên cuồng chảy ra ngoài. Ta hữu dụng, ta còn hữu dụng. Cố Thanh Phong như thể không nghe thấy, tiếp tục thôn phệ, tiếp tục thưởng thức dáng vẻ xấu xí trước khi chuẩn tiên vương chết. Thật đấy, ta còn hữu dụng với ngươi, ta là truyền nhân của thiên cơ môn, ta am hiểu nhất là suy diễn thiên cơ. Từ khi nhìn thấy ngươi, ta đã biết số mệnh đã định, ngươi có một kiếp nạn lớn, ta có thể giúp ngươi hóa hiểm thành an. Cố Thành Phong vẫn không hề bị lay động. Kiếp nạn lớn, bổn đế vẫn luôn là kiếp nạn của người khác, khi nào mà cũng có kiếp nạn, dám đến tìm bổn đế. Lúc này lão đạo đã cạn lời, chỉ run rẩy lấy ra từ trong ngực một cái mai rùa cũ nát. Trên mai rùa đang tản ra u quang mờ ám. Lúc Cố Thanh Phong nhìn thấy mai rùa này, đồng tử bỗng co rụt lại. Hắn buông tay ra, lão đạo lập tức rơi xuống. Còn mai rùa kia cũng thuận thế rơi xuống, nhưng bị Cố Thanh Phong cầm trong tay. Thay vì nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm vào mai rùa. Hắn cũng chưa từng thấy qua mai rùa này, nhưng phía trên lại truyền đến một luồng khí tức khó hiểu. Là một loại khí tức không thể giải thích được, có liên quan mật thiết với mình. Hắn không rõ mai rùa này là cái gì, cũng không rõ khí tức khó hiểu này là cái gì. Nhưng theo bản năng hắn cảm giác, mai rùa này giống như đang truyền lại tin tức gì cho mình. Lão đạo lôi thôi kia ở một bên thở hổn hển, vội vàng móc ra mấy quả tiên đan ăn vào, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Không đến mức chết ngay tại chỗ. Đây là cái gì? Cố Thanh Phong hỏi. Lão đạo lôi thôi không thèm để ý đến thương thế của bản thân, vội vàng nói. Đây là bảo vật truyền thừa của thiên cơ môn ta. Không ai biết lai lịch của nó, chỉ biết từ khi thiên cơ môn tồn tại thì đã có vật này. Vật này không có tính công kích, không có tính phòng ngự. Bất luận thăm dò như thế nào, cũng chỉ là một cái mai rùa bình thường. Nhưng đặc tính duy nhất của vật này chính là có thể chỉ dẫn vận mệnh. Chỉ cần có người hữu duyên sẽ có thể lợi dụng vật này thăm dò trên dòng sông dài vận mệnh, gặp dữ hóa lành. Vận mệnh, Cố Thanh Phong lẩm bẩm nói. Vừa rồi lúc bần đạo chạy trốn đã cảm giác được vật này khác thường. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là nó biết ta gặp kiếp nạn, cho nên đang chỉ dẫn cho ta. Nhưng bất luận ta kết nối với nó như thế nào cũng không có được tin tức, cho nên ta đã hiểu được ngươi mới là người hữu duyên kia, bởi vì ở đây chỉ có ngươi và ta. Nó cảm nhận được hơi thở của ngươi sẽ phát sáng, tác dụng của nó chính là giúp người hữu duyên vượt qua kiếp nạn lớn. Cố Thanh Phong chăm chú nhìn mai rùa, cảm thụ khí tức khó hiểu ở phía trên. Hắn biết lão đạo không nói dối, bởi vì khí tức phía trên quả thật có liên quan mật thiết với mình. Dùng nó như thế nào? Lão đạo lôi thôi đứng dậy, run rẩy nói. Cố đế quân, chỉ cần ngươi chịu thả cho ta một con đường sống, tiểu nhân lập tức giúp ngươi sử dụng nó. Soạt! Cố Thanh Phong lần thứ hai bóp chặt cổ lão đạo, liên cuồng cắn nuốt. Ngươi đừng làm thế! Chỉ dựa vào một tên nhãi nhép như ngươi mà cũng dám mặc cả về bổn đế sao? Đợi bản đế thu thập hồn của ngươi thì cũng sẽ biết cách sử dụng thôi. Ngươi không thể làm thế với ta. Cuối cùng lão đạo lôi thôi nuốt hận, hóa thành một cái xác khô bay đi theo gió cuốn. Sau khi có được ký ức liên quan, Cố Thành Phong nhìn về phía cái mai rùa này,
Trong trí nhớ cho thấy, lão đạo này quả thật không nói dối. Vật này chính là kỳ vật thượng cổ, không ai biết lai lịch của nó. Nó đã lưu truyền hàng tỷ tỷ năm, chỉ phát sáng với người hữu duyên có kiếp nạn. Một lát sau, Cố Thanh Phong cười lạnh một tiếng. Người hữu duyên sao? Thật thú vị. Sau đó hắn dựa theo phương pháp trong trí nhớ, giao hòa khí tức của bản thân với khí cơ khó hiểu trên mài rùa. Ầm ầm, cảnh tượng trước mắt Cố Thanh Phong biến đổi, đột nhiên xuất hiện một dòng sông dài mênh mông. Đó là một dòng sông dài lạ thường, trong hư vô, chảy về phía những nơi xa xôi vô tận, giống như bất tử vĩnh cửu, không có đầu và không có kết thúc. Làn sóng của năm tháng trong dòng sông dài, sự thay đổi phát triển của thế giới trong đó, quá khứ, hiện tại, tương lai, dường như tất cả diễn biến, luân phiên trong đó. Vận mệnh trường hà. Cố Thanh Phong đặt mình trong đó, tâm thần rung động. Trong nháy mắt, nhìn thấy dòng sông dài này, trong đầu lập tức hiện ra cái tên này. Ào, ào! Dòng sông dài chảy xuôi, năm tháng biến hóa, thế sự thay đổi, giống như có vận mệnh của chúng sinh chảy ở trong đó, tràn ngập một cỗ khí tức vĩnh hằng. Hắn chạm vào nó. Trong nháy mắt đó, đầu óc của hắn ong ong, cả người giống như đang bơi lội trong con sông dài vận mệnh này. Bị vận mệnh bao vây, bị năm tháng rửa sạch, bị thế sự vùi dập, không cách nào khống chế dòng nước chảy, giống như đặt mình trong luân hồi từ cả đời này sang đời khác, xem khắp thế gian muôn hình vạn trạng, thiên đạo vô thường. Bỗng nhiên Cố Thanh Phong nhìn thấy một bóng lưng hư ảo trong dòng sông dài vận mệnh. Đó là bóng lưng của một nữ tử, bạch y phấp phới, dáng người cao gầy, mảnh khảnh, phiêu nhiên như tiên, có thể nói tuyệt đối là một bóng lưng sát. Chỉ nhìn bóng lưng cũng đủ để hơi cứng bày tỏ tôn kính. Cố Thanh Phong nhìn chăm chú bóng lưng kia một lúc lâu, trong lòng luôn có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, dường như đã từng quen biết. Không đúng, không thể nói như đã từng quen biết được, chỉ có thể nói từng tự mình cảm nhận qua. Còn mẹ nó, đây không phải là chân thân của Tiểu Thi Mị sao? Cái này hắn đã quá quen thuộc rồi. Bóng lưng này, dáng người này cũng là do mặc quần áo, cho nên vẫn cần phải phân biệt một chút. Nhưng nếu là... Ehem. Trên con sông dài vận mệnh, làm sao có thể xuất hiện bóng người của Tiểu Thi Mị? Cố Thanh Phong vội vàng đuổi theo Tiểu Thi Mị. Tuy nhiên đã xảy ra chuyện kỳ quái. Mặc cho hắn chạy như thế nào, nhưng giữa hai người dường như cách hai thế giới, vĩnh viễn không cách nào chạm vào nhau. Hắn gọi tên Tiểu Thi Mị, đối phương cũng không để ý tới. Ảo ảnh sao? Vì sao lại xuất hiện ảo ảnh của Tiểu Thi Mị? Lúc này bóng lưng Tiểu Thi Mị đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành đập vào mắt hắn. Nhìn thấy khuôn mặt kia, Cố Thanh Phong ngay lập tức dừng lại. Không phải Tiểu Thi Mị, tiểu nương tử này còn đẹp hơn cả Tiểu Thi Mị. Cố Thanh Phong vẫn cho rằng có được Tiểu Thi Mị là đã có được tất cả nữ tử trong thiên hạ, cho dù là nữ nhân hoàn mỹ nhất cũng có được. Nhưng giờ khắc này, hắn mới phát giác cái gì gọi là hoàn mỹ một cách chân thật. Đó không phải là một loại dung mạo hoàn mỹ, mà là dung mạo, khí chất, thần thái, vân vân. Tất cả kết hợp hoàn mỹ lại với nhau, có thể nói như vậy, cho dù Tiểu Thi Mị biến thành bộ dáng nữ tử này, cũng không bắt chước ra cái khí chất thần thái hoàn mỹ của đối phương. Đột nhiên vị nữ tử phiên bản nâng cấp của Tiểu Thi Mị nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong. Nụ cười đó giống như vạn vật nở rộ vào mùa xuân, ánh nắng mặt trời tươi sáng của mùa hè, vẻ đẹp đến ngợp thở. Người là ai? Cố Thanh Phong hỏi. Nữ tử kia mỉm cười và lắc đầu. Đã lâu không gặp. Giọng nói dịu dàng êm ái, quanh quẩn giống như một bản nhạc đẹp nhất thế gian. Cố Thanh Phong có hơi sửng sốt. Đã lâu không gặp, chúng ta có quen biết nhau sao? Hắn thật sự ngây ngần cả người, bởi vì trong trí nhớ của hắn thật sự chưa từng gặp mỹ nữ như này.
Nói nữ nhân này chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ cũng không ngoa, tuyệt đối không có người nào có thể vượt qua. Mỹ nhân như này gặp qua một lần thì không thể nào quên được. Không chỉ không quên được mà thậm chí còn phải tốn nửa đời sau đi quan niệm. Nữ tử lại lắc đầu thêm một lần nữa. Câu hỏi của ngươi quá nhiều, không đủ thời gian. Nếu ngươi chỉ có thể hỏi một câu, ngươi muốn hỏi gì nhất? Một câu hỏi. Cố Thành Phong rơi vào trầm tư. Mỹ nhân tuyệt thế như vậy lại xuất hiện trên vận mệnh Trường Hà, xem ra còn không hề bị Trường Hà ảnh hưởng, cũng không biết là tồn tại khủng bố đến mức nào. Hơn nữa vì sao lại giống như tiểu thị mị vậy? Và tại sao nàng ta lại biết mình? Tại sao hắn không biết nàng ta? Có rất nhiều câu hỏi lóe lên trong tâm trí của mình, nhưng cuối cùng hắn quyết định chọn câu hỏi quan trọng nhất để hỏi. Bột đế có thể xxx người không? Nữ tử có hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Ngươi đúng là bản tính khó sửa. Vậy ta sẽ trả lời vấn đề này của ngươi. Có thể. Vừa dứt lời, bóng người nữ tử tiêu tán trên vận mệnh Trường Hà như mộng ảo. Này, đừng đi, hẹn thời gian đã. Cố Thành Phong tiếc nuối nói. Lúc này vận mệnh Trường Hà cũng ầm ầm vỡ tan, toàn bộ dị tượng đều biến mất. Thân ảnh Cố Thanh Phong lại lần nữa xuất hiện trong tinh hư, trong tay nắm chặt cái mai rùa cổ xưa kia. Hắn nhìn chăm chú vào mai rùa, rất nghi hoặc. Cái này rốt cuộc là cái gì? Là ai để lại? Vậy nữ tử có thể xxx là ai? Tại sao nàng ta lại biết hắn? Đang nghi hoặc, hắn nghe thấy tiếng răng rắc. Chỉ thấy trên mai rùa đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Cố Thành Phong kinh hãi. Người không được hư nha, ta còn phải nhờ vào ngươi để đi gặp nữ tử đó. Nhưng mà vết nứt xuất hiện càng ngày càng nhiều, cho dù hắn truyền vào nhiều pháp lực như thế nào cũng vô dụng. Cuối cùng mai rùa hoàn toàn bị vỡ nát, hiện ra một tia u quang, hình thành một màn ánh sáng. Trên màn sáng viết 8 chữ lớn. Chỉ Cố Thành Phong, không Lý Minh Nguyệt. Cái này có nghĩa là gì? Chỉ Cố Thành Phong, không Lý Minh Nguyệt. Cố Thành Phong nói với vẻ rất ngạc nhiên. Cái này có phải là một quẻ, là gợi ý? Căn cứ vào ký ức của lão đạo, mai rùa sẽ chỉ dẫn người hữu duyên. Chỉ dẫn này sẽ là then chốt để sau này vượt qua nguy cơ. Nhưng trong trí nhớ, chưa bao giờ có cảnh tiến vào vận mệnh Trường Hà. Là bổn đế không giống người thường sao? Cố Thành Phong nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định không nghĩ nữa. Cái không phải là nói nhảm sao? Bổn đế đương nhiên không giống người thường rồi. Tuy nhiên quẻ tượng này lại có chút thú vị. Chỉ Cố Thành Phong, không Lý Minh Nguyệt. Đây không phải là tên của bổn đế sao? Lý Minh Nguyệt đằng sau đó là ai? Cả thê quen tài. Có phải là nữ nhân nào đó của bổn đế không? Nữ nhân nhiều quá, không thể nhớ nổi. Tuy nhiên việc này cũng dễ làm thôi, tìm tiểu thi mị là được, bởi vì hậu cung đều do tiểu thi mị quản lý. Chờ đã. Tiểu thi mị không phải là Lý Minh Nguyệt sao? Quẻ kia biểu thị ý là chỉ Cố Thành Phong, không Lý Minh Nguyệt. Kia là một tia hy vọng sớm vượt qua nguy cơ sau này, há chẳng phải là bảo bổn đế chỉ lo cho bản thân, không cần quản tiểu thị mị thì có thể vượt qua nguy cơ sao? Là ý này sao? Mẹ nó, nhưng vì sao bổn đế luôn cảm thấy những lời này giống như là do nữ nhân viết, giống như là tiểu thị mị đang trách bổn đế, mỗi ngày chỉ lo bản thân vui sướng mà không thèm để ý tới nàng ta. Cố Thành Phong có chút gãi đầu. Nếu đã nghĩ không ra, Cố Thành Phong dứt khoát không muốn suy nghĩ nữa, trực tiếp trở lại thế giới trong lòng bàn tay, đi tìm tiểu thi mị hỏi một chút. Về phần còn lại một kẻ thù giết người nhà, không vội, dù sao cũng đã gieo hạt giống của tài kiếp chi lực, vị chuẩn tiên vương cho dù có chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Tục ngữ có câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, tiểu nhân báo thù từ sáng đến tối. Cho nên Cố Thanh Phong không vội. Thi thể Tinh Cực Tiên Vương đã lạnh ngắt,
Chẳng lẽ còn thiếu chút thời gian sao? Thế giới trong lòng bàn tay, Cố Thanh Phong nói chuyện của nữ nhân trên vận mệnh Trường Hà cho Tiểu Thi Mị nghe. Kết quả, vẻ mặt Tiểu Thi Mị mờ mịt. Hiển nhiên nàng ta căn bản không biết cái gì, cũng không biết nữ nhân kia. Không còn cách nào khác, vì có được manh mối, Cố Thanh Phong đành phải biến Tiểu Thi Mị thành dáng vẻ của nữ nhân kia, đồng thời tiến hành một số nghiên cứu hiểu sâu hơn, xem có thể có được manh mối gì hay không. Bận rộn mấy ngày, nhưng cũng không có được manh mối gì. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút trống rỗng. Điều đáng nói chính là Tiểu Thi Mị mặc dù biến thành bộ dáng của nữ tử kia, nhưng cái loại khí chất thần thái hoàn mỹ kia nàng ta hoàn toàn không bắt chước được. Chỉ có thể bắt chước được vẻ bề ngoài mà không giống được cách thần. Sau khi ra khỏi thế giới trong lòng bàn tay, Cố Thanh Phong lại một lần nữa bắt tay vào hành trình báo thù. Thân hình của hắn xuất hiện trong tinh hư mênh mông. Cảm nhận một chút là đã dễ dàng cảm nhận được phương hướng của vị chuẩn tiên vương cuối cùng kia. Khóe miệng ngay lập tức nhếch lên một chút độ cong. Chạy đến địa bàn tiên tập trọng mình trốn sao? Cố Thanh Phong không hề ngạc nhiên về chuyện này, bởi vì thông qua trí nhớ của lão đạo lôi thôi mới biết được vị chuẩn tiên vương có dáng vẻ lão nông kia chính là tùy tùng của Trọng Minh Tiên Vương. Ba vị chuẩn tiên vương này đều là tùy tùng của ngũ đại tiên vương khác. Ngũ đại tiên vương bởi vì có việc không thể rời khỏi chiến trường tiên viên được, cho nên mới phái ba vị tùy tùng đến đây. Như thế ngược lại vừa hay, bổn đế đã có dự tính thành lý tiên tập Trọng Minh từ lâu, vậy thì cùng nhau xóa bỏ thôi. Có thể ép Trọng Minh Tiên Vương hiện thân thì càng tốt. Lời còn chưa dứt, thân hình Cố Thanh Phong tiêu tán giống như một làn khói nhẹ. Nơi ở của tiên tộc Trọng Minh, một vị chuẩn tiên vương thân bị trọng thương, dáng vẻ lão nông chật vật chạy tới. Vừa chạy, ông ta còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, vẻ mặt sợ hãi, giống như phía sau có mãnh thú, nước lũ gì đó. Ông ta đến ngay lập tức kinh động người của tiên tộc Trọng Minh. Người của tiên tộc Trọng Minh sắc mặt đại biến, bởi vì chuẩn tiên vương dáng vẻ lão nông bị thương quá nặng, trông như sắp chết. Đây chính là một chuẩn tiên vương đấy, là ai đuổi giết ông ta thành như vậy? Liệt hộ pháp, người đây là... Bọn họ xuống lại gần, đang chuẩn bị hỏi thăm tình hình, cứu trị cho vị chuẩn tiên vương họ Liệt này. Ai ngờ lão nông này lại vội vàng quát. Mau dẫn ta đi gặp Hy Hỏa Tiên Hậu, ta có việc quan trọng cần báo cáo. Một đám người thấy thế kinh hãi, vội vàng mở đường, dẫn ông ta đi gặp Hy Hỏa Tiên Hậu. Một lát sau, vị chuẩn tiên vương họ Liệt được đưa đến một biệt viện yên tĩnh, tào nhã. Trong biệt viện kia có một nữ tử nghiêng người, dựa vào cửa sổ, thờ ơ thưởng thức cảnh sắc ngoài cửa sổ. Ngũ quan của bà ta tinh xảo hoàn mỹ, một đầu tóc đen như thác nước, da thịt trơn bóng, tinh tế như đồ sứ. Dưới hàng lông mày thanh tú là một đôi mắt quyến rũ như nước mùa thu. Vóc người của bà ta cực kỳ mê người. Cho dù mặc một bộ y bào rộng rãi như áo ngủ màu đỏ nhạt, vẫn khó có thể che giấu được bộ ngực nảy nở và vòng eo thon thả của bà ta. Cả người từ trên xuống dưới không có trang sức gì, duy chỉ có mắt cá chân mảnh khảnh kia có đeo một sợi dây đỏ được dệt tinh xảo, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của bà ta. Hy Hỏa Tiên Hậu, xảy ra chuyện rồi. Chuẩn tiên vương họ Liệt xông vào trong phòng, cuống quýt nói. Nữ tử kia khẽ nhíu mày, dường như có chút không vui khi đối phương quấy rầy nhã hứng thưởng thức phong cảnh của mình, thản nhiên nói. Liệt hộ pháp, hớn hạ hớn hải, còn thành ra thể thống gì nữa? Không phải ngươi đi giết cái tên gì gọi là thiên kiếp đế quân sao? Sao lại khổ sở như vậy? Chuẩn tiên vương họ Liệt vội vàng nói. Hy Hỏa Tiên Hậu chính là thiên kiếp đế quân Cố Thành Phong đã làm ta bị thương thành như vậy. Ồ, Hy Hỏa Tiên Hậu vẫn hờ hững như cũ, dường như không có hứng thú đối với bất cứ chuyện gì, uể oải ồ nhẹ một tiếng, rồi xoay người nằm xuống giường, thoải mái vươn người,
lộ ra dáng người mê người kia, giống như một con mèo con lười biếng, tựa như yếu đuối không xương, mang theo một vẻ đẹp lười biếng. Đợi bà ta nằm xong, lúc này mới chậm rãi nói. Không thể tưởng tượng được, thiên kiếp đế quân hoành không xuất thế này lại có thực lực như vậy. Trong tinh hư như nước tù này, rốt cục cũng xuất hiện một người thú vị. Vị chuẩn tiên vương họ Liệt càng lúc càng lo lắng. Hỷ họa tiên hậu, ngài mau bẩm báo Trọng Minh tiên vương đi. Tên Cố Thành Phong này dường như có một loại bí pháp định vị. Nói không chừng, nhất thời bà khắc sẽ giết tới đây. Ta hoài nghi hắn. Hắn căn bản không phải là người, là một hung ma vạn cổ. Không thể không đề phòng à. Hy Hòa tiên hậu cười khẽ một tiếng. Liệt hộ pháp, người tốt xấu gì cũng là một chuẩn tiên vương. Không ngờ lại bị dọa thành dáng vẻ như vậy. Nơi này chính là địa bàn của tiên tộc Trọng Minh. Đừng nói Cố Thành Phong kia có mạnh đến đâu, cho dù là một tiên vương tới đây cũng không thể công phá một cách dễ dàng. Tiên tộc Trọng Minh ta ở nơi này hoạt động hàng tỷ năm, thật sự là đồ ăn hại sao? Những nhân tộc như các ngươi chính là thích chuyện bé xé ra to. Bệ hạ, ông ấy đang ở chiến trường tiên viên, làm sao có thời gian quản những chuyện nhỏ nhặt như này? Tất cả cứ chờ ông ấy trở về rồi nói sau. Được rồi, người lùi xuống dưỡng thương đi. Trong lời nói của Hy Hòa tiên hậu mang theo một loại ngạo mạn không thèm để ý chút nào. Bà ta quả thật có vốn để ngạo mạn. Mấy đại tiên vương thế lực lai lịch thâm hậu đến khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa xảo huyệt của bản thân lại vũ trang tận răng. Cho dù là tiên vương đến công kích cũng không thể tùy tiện có thể đẩy thẳng vào. Ngăn cản mấy năm không phải là vấn đề. Mà đến lúc đó Trọng Minh tiên vương cũng đã trở về rồi. Tiên vương thân là cường giả đương thời, có chuyện gì mà không giải quyết được? Tiên hậu, người không thể không coi trọng việc này. Cố Thành Phong kia thật sự không phải là người bình thường, căn bản không giết chết được hắn, cũng không phong ấn được, thậm chí còn có thể thôn phệ sức mạnh của người khác. Hơn nữa loại thôn phệ này dường như không có giới hạn. Hắn cắn nuốt tinh cực tiên vương, cắn nuốt thần vũ hầu, còn thôn phệ hai vị chuẩn tiên vương đi cùng với ta. Ban đầu hắn chỉ có sức mạnh cấp độ đại la, nhưng hiện tại hoàn toàn không thua cấp độ chuẩn tiên vương rồi. Hắn ta tuyệt đối là ác ma, cực ác trên thế gian. Nếu cứ tiếp tục mặc kệ, chỉ sợ trên đời này không còn người nào chỉnh được hắn ta nữa. Người nói cái gì? Hy Hòa tiên hậu đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, bộ phận dưới cổ nảy bật lên, sóng nước cuộn trào, rung động lòng người, suýt nữa đã thoát ra khỏi vây khốn. Người xác định hắn bất tử bất diệt, còn có thể thôn vệ vô tận. Chuẩn tiên vương họ Liệt vội vàng nói, thuộc hạ rất chắc chắn, ba người chúng ta cùng tên ma đầu kia đại chiến trong mấy canh giờ, sử dụng ít nhất hơn 1000 lần các loại phương pháp tiêu diệt hắn. Nhưng mỗi lần hắn đều hoàn hảo, không hề bị tổn hao gì. Đây không phải là bất tử bất diệt thì là cái gì nữa? Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ dừng một chút và lát nữa sẽ đọc thêm tập nữa nha. Bởi vì cuối tuần thì Trang khá bận ấy. Yên tâm là Trang sẽ cố gắng để cuối tuần mọi người không bị lỡ chuyện nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo.